Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với Big Salmon Minecraft ha. Thì hôm nay mình định làm đó chính là một cái con gần như là đứng tạo hóa của Pokemon. Thì tập trước là mình đã có được đó chính là Rayquaza Shiny. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử thách để làm trong đây, trong Pokemon Big Salmon cộng thì nó có được cái con nó có được cái con Aizen không? Con đó thì có, nhưng mình muốn làm ở đây là triệu hồi ra chứ không phải là phải đi tìm. Trong đây hình như nó có location của con này luôn, là kiểu như là mình phải tới một cái đài, cái đền của nó, sau đó mình sẽ bỏ cái bờ la te đây, những cái thẻ này nè, Meadow, Flame, Splash và Sky. Nói chung là tất cả cái thẻ này mình bỏ vô, mình sẽ tạo ra được một cái miếng như thẻ bài á. Sau đó thì mình sẽ bỏ vào trong cái đền thờ triệu hồi của ba cái con Palkia, rồi Dialga, rồi Giratina, thì nó sẽ xuất hiện con Arceus. Nhưng mà trong đây thứ nhất là không biết nó có cái đền nói chung là cái đền để mà mình bỏ cái thẻ bài vào á. Mình thấy có thẻ bài nhưng mà không có thấy cái nguyên liệu của cái tất cả tấm thẻ bài cộng lại, với lại nó lại không có xuất hiện cái đền, cái ly á, gọi là cái ly á. Thường thì nó có nè, ví dụ như Front String nè, Static String và Fairy String, với lại cái Theme Space Onta. Nói chung là cái này là tất cả để mà triệu hồi những con huyền thoại ra, mà nhưng ở trong đây thì mình chưa thấy cái ly. Không biết cái ly này hình như là trong Reforge nó có, để mình bay qua Reforge thử nha các bạn, đợi mình 3 giây. Ok, mình đã qua được cái bảng bên Big Salmon Reforge. Đây là cái bảng Reforge đây. Này do mình chưa cài sụt bách vô các kiểu nên nó hơi bị cổ điển một chút. Ở thế giới Pokemon thật, đây nhìn nó hơi mờ như thế nào à. Mình thử coi bên đây thì nó có như thế nào nè. Mình chưa có cài cái item in-up luôn. Và đó cần là đầu tiên là mình cần cái... yes. Oh no. Bên đây có... Đây các bạn, đó gọi là cái này. Đây, Azuflute. Đó chính là cái nguyên liệu này. Từ để mình coi thử nốt mấy cái đền luôn, coi thử coi có cái đền không. Đây bên đây cũng có iron rồi các kiểu. Con đà điểu Bryson Bottle. Đây nhìn nó hơi mờ một chút ha. Vẫn có mega đó nha. Đây là Pokemon Reforge nha các bạn. Đâu rồi nhờ, mấy cái đền nó núp đâu rồi ta. Đây à. Có cái ly không? Tưng 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 tưng. Oh yeah. Đây, chính xác là con này. Đây, không cho đặt ra luôn. Ôi sao không cho mình đặt ra vậy ta? Ở bên đây chắc có thể kiếm ra được những cái đền á. À ok, đặt được rồi. Đó, thay vì đặt cái này ra thì mình phải đi kiếm một cái đền, thì ở trong đây thì nó có hướng dẫn tìm ra cái đền này có tên là Oxali, nếu mình nhớ không lầm là như vậy. Cái này à, đúng rồi nè, nó có tên là Arosali nè. Oxali thì cái này mình bỏ tất cả các thẻ bài vô, mình sẽ tạo được con mụ này, đó là Azuflute, để mình lấy cái thẻ bài ra coi. Blate hả? Hình như lấy cái này, màu này, ta lấy cái nào cũng được, sao đó. Không cần phải full thẻ đâu. Đó. Bỏ màu vô. Búp. Màu đỏ.
15 nè, các bạn thấy không? 15 Play Remain nó kêu cần thêm 15 cái thẻ nữa. Vậy là full màu rồi. Ok ok. Đây là mình đang test thử nha. Xanh này, vàng. Trời ơi, 15 thẻ đuối nha. Bờ là thế. Cái này nhìn mù màu ghê ta. Cái này làm giấy ồ mà. Cái này làm dễ lắm, hai cục kim cương với lại một cái miếng lót sàn nhà hay sao. Tại sao Bitsemon cộng lại không có ta? Nó vẫn có cái play này mà sao trong đó lại không có cái đền thờ gọi là Archery ha. Để tí nữa mình thử đi tìm coi. Nó có location, nó chính là gì ta? Ở Desert và Desert Hill. Hình như là ở sa mạc và cái những cái đồi sa mạc á, đồi đồi cát đồ các kiểu vậy đó. Để mình tí nữa mình vô mình search bên cái kia coi có không. Nếu không có thì chắc chắn là nó sẽ phải ra ở cái gì các bạn biết không? Nó sẽ ra ở những cái tọa độ như là theo đúng của cái Mad Bitsemon nó bắt. Ồ, oh, còn thiếu 6 thẻ nữa. Nãy tới thẻ nào ta? 6 thẻ chắc là từ thẻ này. Cái này làm dễ ồ mà, nếu ở bên kia thì nó cũng làm dễ à. Ưng, nếu các bạn ưng mình đi tìm ở trên cái Pokemon Reforge thì mình cũng làm được. Dễ mà. Rồi. Hai cái nữa, hai cái remaining nữa. One. Final. Bấm. Kết hợp. Cái này đẹp lắm nên mình muốn cho mọi người xem cái cảnh này. Cái này là mình do mình đang ở bên núi tuyết, bữa nào làm ở bên thường cái đẹp. Đấy, chuẩn bị. Tạo thành một cái ly. Wow. Kết hợp vô. Wow. Đây là chiếc bát thần. Đây là chiếc bát thần kỳ. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đấy là sẽ được cái này. Đó, được cái này. Cái này thì mình chỉ cần đi tới cái đền tới cái đền như cái nơi mà triệu hồi con Bankia, Diaga và Giratina. Cái đó thì nó xuất hiện ở, thứ nhất là ở nơi cái này nó không có map, mình cũng quỳ luôn á. Xuất hiện ở nơi đó chính là Edgerman Hill. Với lại là bên cái gọi là gì ta? Mau ai hả? Là núi tuyết hả? À đúng rồi, núi tuyết với lại đồi núi thường. Thì nó sẽ xuất hiện những cái ngọn đồi gọi stream như vậy. Thì mình sẽ bỏ cái này vào. Thì mình sẽ tạo ra luôn. Mình sẽ thử lấy một cái quả Buckball ha. Ok. Ở trong đây thì không biết có. Ở trong đây chắc chắn có rồi chứ, nghĩ sao không có được. Để mình qua bên đây coi mình may mắn đến. Đúng rồi, đây rồi, Edgerman Hill này. Để coi mình có thể thấy được cái đền luôn không. Nếu thấy được là gần như là super hơn luôn, chứ không phải hơn thường nữa. Không có Pokésat, không có những thiết bị tìm kiếm, còn mình sẽ làm như thế nào. Lan láng nha, hay giống rồi nha. Không có thiết bị tìm kiếm nhưng mà mình bay được.
gần gần đâu đây, khu vực này. Ở đây là mình chắc chắn là Edgemont Hill rồi. Nhìn rất là quen luôn. Có thể là vùng này không có nhưng vùng khác nó sẽ có. Ok, fail cái vùng này rồi. À quên, để mình coi cái nó có cho cái nó cho cái string ra không, mình true không ấy chứ. Nếu mà nó set bằng phone nào thì sẽ không tím ra. Cái đó ở đâu ta? Game nè có nè, true nè. Shop true nè. Làng châu nè. Allow Regan Eleven châu này. Strain đâu ta? Hình như là nó có cái strain nữa các bạn. Có cái strain nữa nó mới chấp nhận cho cái strain ra thì nó mới ra hay sao. Chứ mình bỏ cái dòng đó là nó mất, nó không có ra được mấy cái đó đâu. Đây nè các bạn không, lâu cái này là chấp nhận bird string là ba con chim huyền thoại á. À, cái này phải trêu lên nè, là có ba con chim huyền thoại là Zapdos, Moltres với lại là Articuno á. Ôi nghĩ sao nó không cho cái đó trời. Ừ, phải không, nãy ở trên hay dưới, bóng cái trên hay dưới vậy ta? Chắc phải có chứ ha. Nghĩ sao cái đó không có được, hơi bị sai luôn á. Thử thử đi vòng vòng coi có không, có không có thì mình chắc mình phải để cái ly ra để mình làm cho mọi người xem luôn. Đây không có map, khó kiếm lắm. Thật sự mà nó không có cái map à, mình kiếm không ra. Thôi bỏ đi, cái này chưa cài map vô quỳ lắm các bạn ơi, kiếm không nổi đâu. Thôi xuống đi xuống đi xuống đi xuống đi. Ok, chơi lại cái ly ra luôn đi. Anh làm phong ta tem. Ok no, đây chính là cái này nè. Đó, cái này nè. Không biết bởi vì nó ra không trời, hay là nó cần một cái gọi là cái triệu hồi nữa. Ê, từ từ mình coi lại thử coi. Hay ngu nó không ra được á. Mình nhớ là có màu đỏ cho nó chui ra mà, thử cái này coi. Cái này không phải là cái tem Blood hả, nó cần cái ORB, mình nhớ bỏ cái này vô được mà. À đây đây đây, ơn sau ơn sau. Ok, ơn sau đấy, con này chui ra liền nè các bạn thấy không. Rất là to luôn. Đây là làm ngắn gọn đó, do mình chưa chơi cái bên cái khu vực này. Ơ à, cái gì vậy? Trời, con tôi chích lên cấp kìa. Holy shit. Wow. Ý, biến thành con moon chích phải không? Con moon chích gì này? Biến thành con moon chích. Alo, con bút ken nhảm. Đấy. Wow, đứng tạo hóa bự ghê luôn á. Con này thì nhiều màu. Mình dùng cái thẻ, hình như là vẫn dùng cái thẻ để mà dùng cái thẻ để đổi màu cho nó hay sao. À chính xác. Đấy, dùng mấy cái thẻ để đổi màu cho nó. Con này có hình như là trong Ultra Sun thì nó có 8 màu hay sao á. Còn trong đây sao nó nhiều dữ ta, 15 màu lận.
Chính xác là 15 màu. Ok, chúng ta trở lại với cái phiên bản bên kia, mình đi qua cái đền thử mình coi ở sau cái cục này nó có này không à. Vậy là bên đây thì mình nó có à, gắn vô cái khởi cục ở sau lưng này. Ok, bye bye. Mình trở lại với Pixelmon cộng. Ok, mình đã trở lại. Bây giờ thì mình sẽ qua bên cái khu vực gọi là cái đền để xem thử nó có cục ăn sâu, hình như cục ăn sâu cái nào cũng có rồi, để coi thử cái nào. À, bây giờ mình sẽ mua map mở ai gì chứ lộn. Đây cái map bên đây có map coi dễ. Có đó bên núi tuyết đúng không phải? Cái Achievement Hill. Ở trong đây thì nó có một điều đó chính là con Aces có thể xuất hiện. Nó có thể xuất hiện luôn. Đây, ở đây cũng có này các bạn thấy không? Nhưng mà làm sao để chịu hồi được? Thử lấy cái Richard nữa coi, nó phá vỡ quy luật không? Không được, không được, các bạn ha, không được. Ôi chết, chết rồi, chiều hồi con nào lên rồi. À không phải, đặt cái dòng vô rồi, chưa đặt cái cục vô thì nó chẳng lên con nào đâu. Trong đây thì mình phải có cái cục kia mới, như hồi nãy mình mới phát lên được. Mà trong đây nó không có Azu gì đấy. Nên nè, trong đây là không có, nên là thành ra là mình nghĩ là nó sẽ không có cái con Aset để triệu hồi ở trong cái Pokemon này các bạn ha. Ở cái này nó chỉ xoay hoài thôi, cho mình đặt cái kia vào trong đây nè. Mình phải đặt mấy cái viên ngọc vào thì con này mới ra được. Cái gì vậy? Ủa mình hồi máu cho Pokemon rồi mà sao nó không có hồi skill ta? Mà chỉ xây hoài thôi, chúng ta cần phải cần phải có một cái cục kia mới cho vô được. Hay là trong đây còn cách nào chịu hồi được thì các bạn đừng quên chỉ cho mình. Chỉ đúng nha, đừng chỉ sai nha. À, anyway nó vẫn có cái đủ cái này. Mà những cái cục kia thì nó không có. Có thì nó mới có trong map được. Và cái đền thì dễ, nếu mà có cái đền thì mình thể tạo ra được. Mà những cái đền trong đây chắc cũng mình nghĩ là không có cái ly trong đây đâu. Pixelmon hình như không có, Pixelmon còn không có. Nếu có là nó sẽ xuất hiện lên cái bảng trong đây rồi. Mình có thể tìm bất cứ cái gì đây là toàn bộ cái mod nó có nè. Từ cái cục này cho tới cái đền thờ của các con chim cũng có đầy đủ. Nói chung là không thiếu cái gì hết. Ba cái nè. Nên mình nghĩ là chỉ có thể tìm Aces ở tự nhiên thôi, chứ nó tự spawn ra thôi chứ là không có. Ok, mình sẽ thử thách bắt Aces với cái bấy nhiêu bóng. Coi có thể nổi không. Đây là đứng tàu hoa, mình còn bắt được không? Cách tỷ năm nó đã xuất hiện trước tỷ năm rồi, sau đó là nó tạo ra những cái con Pokemon khác. Ba con cái gì à, Diega, Palkia và Giratina. Sau đó thì nó tạo thêm, nó chính là con Mew. Anh theo tin mình biết thì sơ là như vậy. Và trong đây hôm nay sẽ tìm Aces ở trong bảng Pixelmon này là chỉ có là có cách là đi qua A Mountain là một, Achievement Hill là 2. Chính là 2 location mà mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện được. Ở trong đây là Pixelmon cộng này chỉ có 2 tòa đổ thôi, tại vì nó chưa có hỗ trợ về cái đền thờ của con chụp cuối. Cái ly á, chưa có cái ly nên là chúng ta không có làm gì được hết. Nếu có cái ly thì quá đơn giản rồi. Ok, sau 10 tỷ năm chờ đợi bên cái khu núi bên kia không ra, nên là qua núi băng tìm thì đã có được con Aces bên đây. Con trong đây là ra tự nhiên, đó là mình chỉnh cái tỷ lệ nó ra cao hơn là bình thường, nên là thành ra nó ra là điều tất nhiên rồi. Tại vì trong cái bản này chỉ có hình như là ra kiểu này thôi, còn có anh em mà có cách khác thì
comment bên dưới chỉ mình. Đấy, vài tỷ năm chứ mấy. Cái bạn hàng năm cũ hết luôn rồi. Đây là Aces trong cái bản Pixelmon cộng. Còn cái cách mà trong đền thờ là mình thua. Còn anh em nào biết được thì đừng quên comment bên dưới nha. Comment hãy giữ cho mình biết nha. Và bây giờ mình thử thách của mình sẽ là bắt bằng hai cái quả Dustball và Thunderbolt ở bên đây. Trước tiên thì sẽ đem ra Pokemon săn hiện thoại của mình. Đấy, vẫn là em chinh chiến mọi nẻo đường. Đầu tiên phải Mega lên, quấn với chùm cuối mà. Ôi, chùm cuối yếu quá, cũng vậy thôi. Trong phim thôi. Chứ đây là chỉ là một con Pokemon hiếm thôi các bạn. Ôi, chưa hồi mẫu cho con kia luôn á, chấp dễ luôn á. Trời ơi, chùm cuối. Không, đứng tạo hóa, nó đúng rồi, nó gọi là đứng tạo hóa Pokemon. Đúng nhất. Thử luôn coi nào. Ôi, bạn ngày Deadpool này hơi sai rồi. Phá vỡ quả bóng trong vòng một nút nhạc. Tưởng phá vỡ luôn cái mình, á lộn, tưởng bắt được luôn cái quỳ luôn á. Thử coi Thunderbolt. Không có tác dụng lắm. Ê, mình chưa thấy nó chui vô bóng mà tự nhiên kỳ vậy trời. Có quăng bóng ra không vậy? Rayway Acoustic Saber because of Instant Gravity là sao vậy? Ủa sao không thấy quăng bóng rồi vậy ta? Vậy sao bác? Không thấy ra chiều luôn á nha. Ơi, hình như quả này bắt không được rồi sao á. Tự nhiên phải chớp với cụ. Không thấy biến hình vậy là đây đứng im ở ngoài đây luôn kìa. Quăng bóng kiểu này bị lỗi rồi. Ok. Lại thế nào. Tự nhiên quăng gì kỳ lạ. Quăng gì mà kỳ lạ quá vậy. Không thấy quăng luôn á. Trời, yếu quá. Mình cấp 100 mà nó 70 à. Đó, lại đi xa nữa rồi đó. Quăng bóng tới không vậy ta? What the fuck? Có thấy quăng bóng không vậy trời? À, giờ mới quăng nè, đó. Chứ kiểu kia là tới sang năm cũng bắt không được luôn á. Bây giờ quăng là biến nè, hồi nãy quăng đứng im mà. Vậy mình người ta chấp nhận được chứ. Ok, bé đã ra đi, tìm đường cứu nước. Ôi, trời sắp về tối rồi. Ba đứa con của nó mình cũng bắt được. Mỗi đứa một quả mà. Tới con mẹ thì chắc mình cũng ném thêm vài chục quả thôi. Tết, bôn, coming. Tới thui, tới mò luôn rồi. Để coi thử coi. Tội lắm rồi, không thấy cái nồi luôn à. Nhưng mà mình hãy tranh thủ ném qua Deadpool. Chứ không là bắt tới sáng á.
free. Ok, được rồi. Trời, nó lâu. Chém gió được luôn. Căng. Khó quá ta. Con này đêm như ngày cũng vậy à. Chắc phải Master Ball mới bắt được á. Con này chắc phải quả bóng cuối cùng mới bắt được nó luôn á. You think you can defeat God? Trong Pokemon Ultrason nó nói vậy, các mày nghĩ là mày có thể là quýnh bại được thần à? Có vẻ khó đây. Deadpool cũng vô nghĩa. Hỏi nhanh, phá bóng nhanh cực kỳ luôn á. Yes. Trời. Hai cái. Rồi, trời tối chăng lên cũng không có tác dụng gì. Deadpool vô dụng Gillette với con này luôn rồi. Tham mơ cái rồi, đợi mới coi. Chắc phải dùng mấy quả bóng bự bự như là quả Diabol hay là quả Ultrabol quá. Quả này mình nghĩ là không ổn quá. Evento. Đẹp quá. Nhưng mà sao mà bắt được đây? Mười lăm. Mình thấy hai chớp nháy hai cái là hy vọng nha. Không biết tỷ lệ bắt con này là bao nhiêu luôn á. Chắc âm luôn á. Im lặng để cho nó dễ bắt. Ghê trời. Tối cũng không được mà sáng cũng không xong. Chắc giờ là bắt tới sáng là có thiệt rồi đó. Anh hai ơi, làm ơn chui vào bóng nào. Ghê thiệt chứ. Bắt từ tờ mờ cho tới tối đêm, cho tới trăng lên gần như là đỉnh điểm luôn rồi. Vẫn chưa được. Con này chắc là phải Master Ball rồi. Tao đánh mày đi luôn quá. Trời, quýnh hết bộ tất cả Pokemon của mình luôn rồi. Gì ghê vậy trời. Công nhờ con này ác thật. Ba quả cuối cùng á.
Hai quả cuối cùng. Ghê thật, đúng là bắt con tạo hóa có khác. Không có dễ như là những con khác. Bắt con này mình lại nhớ đến đó chính là cái con... con gì ta, cái con ngôi sao á. Con ngôi sao quên mất cái tên rồi. Oh, nó recoil đam kìa. Ok, mình sẽ bắt lại nó với ban ngày. Đó là từ đêm tới ngày chỉ còn có 36 quả thôi. 36 quả Thunderbolt cho con Aegis này. Con này nó không có chịu khuất phục bởi mình luôn. Nó giết nguyên một đội hình của mình. Để coi ban ngày thử bị khuất phục bởi cái quả này không. Rồi á, bắt đầu thấy heal rồi đó. Quăng quả bóng không thấy, không thấy hút vô luôn á. Đó, lại lỗi nữa rồi. Con này nó bị cản đầu con mẹ này nè. Vậy sao bác? Vậy hình như là auto một nháy là nó tự nhảy ra luôn á. Ê! What the fuck? Ê! Cuối cùng là chỉ khuất phục bởi Thunderbolt à. À, thì ra là cũng bị khuất phục đấy chứ. Đây, bên đây cho mọi người thấy Aegis của mình. Thunderbolt đã, à lộn, Thunderbolt đã đánh bại được anh ta. Rất là bự luôn. Đấy, tan tan. Cái ly vàng để tạo ra mụ này mà bên đây thì nó không có được vậy đâu. Ua, y như là con Senate đó các bạn ha. Nó đẹp luôn. À, ngày mai thì mình sẽ cho con này đi chinh phục được bộ ba của nó tạo ra. Ok, và chắc là video hôm nay mình sẽ dừng lại ở chỗ này thôi. Nếu các bạn thích video của mình đừng quên để lại like, subscribe, ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì bye bye mọi người.